Vũng Tàu thì ta nói quá trời chỗ bán lẩu cá đuối rồi, không biết chỗ nào ngon, chỗ nào dở. Mình đã từng hỏi rất là nhiều người dân địa phương hay là những cái chú tài xế công nghệ dân ở đây, chở mình thì mình cũng hỏi, nhưng mà thường mọi người có câu là chỗ nào cũng như chỗ nào à, không có khác quá nhiều đâu con. Cũng đúng, tại vì thật sự nó cũng không khác quá nhiều, nhưng mà từng cái ớt nó cũng nói lên sự khác biệt lớn. Quán mình đi ngày hôm nay là lẩu cá đuối bà Sáu, một cái thương hiệu không còn quá xa lạ nữa rồi đúng không? Địa chỉ là số 72 đường Nguyễn Trường Tộ, thành phố Vũng Tàu. Cái phần mình gọi là 250, tầm 3-4 người ăn. Cái chỗ này làm cá đuối không có bị khai quá nha mọi người. Thứ nhất là cá đuối tươi nhà trong ngày, thứ hai là chọn cá đuối nghệ, giá nó sẽ cao hơn xíu cho nên ít khai. Cái nhận biết dễ nhất là thịt nó sẽ là màu trắng, còn nhiều chỗ khác thì sẽ là cá đuối ó, thì cái mùi nó sẽ hăng hơn và thịt nó màu vàng. Nước dùng thì khá là hợp với mình, chua chua ngọt ngọt đậm đà. Đi kèm với cái lẩu sẽ là bún, rau, măng cho khá là nhiều nha. Nhiều người thấy măng thì cũng không quan trọng lắm, nhưng mình thích ăn cái này, nó giòn giòn ăn đã lắm. Nhân viên phục vụ thì rất là đông, tầm hơn 20 người. Cái tên quán là lẩu cá đuối vậy thôi, nhưng mà ở đây không chỉ bán lẩu cá đuối mà có lẩu cá tầm, lẩu ớt, lẩu cá bớp, cá dứa, cá kèo lương vân vân, lẩu cũng đa dạng nữa. Món ăn lặt vặt thì cũng có khá là nhiều, điển hình nhất là gỏi cá trích, cuốn bánh tráng, cho thật là nhiều rau vào, cháu một miếng nước sốt đặc trưng của quán, tôi nói đúng bài. Còn ai chưa biết ăn